Rồi, hôm nay mình có làm máy chiếc SCG Lead. Tại sao mình gọi là SCG Lead các bạn? Tại vì hai cái máy đó là chung cái cục máy nha các anh chị, chung cục máy, chung xe. Nhiều bạn thấy mình nói cái chiếc này nè, chiếc SCG, cái bạn đó cũng thắc mắc là nói mình nói sai. Không phải, SCG với Lead là nó xài chung đồ, cái gì nó cũng chung hết nha các bạn. Đó, chung đồ hết. Thì đối với cái xe này nè, bây giờ á, nó đang cái phân khúc là giống như thay thế xuống những cái dòng xe chở hàng nha Tila các bạn, nên giá thành nó rất là rẻ, nên mình chỉ sửa chữa lại cho người ta đi thôi. Trường hợp các bạn mở ra, các bạn thấy trái bê tông nó đẹp như thế này nè, nó đẹp, mà nó không xước, tất nhiên là lòng mà còn xài được. Thì các bạn không cần sấy, các bạn sấy vô nó còn tệ hơn, chỉ cần thay bộ bạc. Thường thì á, nó ship đúng cái bạc nhớt này nè, thì các bạn thay lại nguyên bộ bạc, là vệ sinh thay lại bộ bạc là nó chạy ok rồi, không có cần phải sấy lòng. Thì lòng á, bây giờ mình cũng chưa có lấy cái lòng ra, mình để mình cho các bạn coi cái bộ bạc, mình mua bộ bạc mình thay lại nè. Đó, cái lòng thì mình cũng chưa có lấy ra, nhưng mà các bạn phải kiểm tra được cái mặt võng trong đây nó ok hay không. Để cái đèn mình cho các bạn xem cái mặt võng cái. Đây, các bạn thấy trong đây nè, trong đây nè, nó sẽ có mấy cái đường chạy, mình gọi vô đây là một cái đường chạy trên, đường chạy dưới. Thì các bạn xem cái mặt võng của nó thôi. Cái lòng á, cái đường đi của trái piston là như thế này nè. Cái piston, cái đường đi nó chỉ đi cái đường này và cái đường này thôi. Các bạn kiểm cái mặt võng, các bạn thấy có cái lưới này đang đó. Đó, cái lưới đang qua đang lại đó. Mà các bạn thấy được cái lưới đó, nó không có sọc đứng lên là ok. Các bạn thấy nè, cái lưới đang qua đang lại đó là gọi là cái mặt võng, để nhớt nó nằm trên cái mặt võng đó, nó nuôi nhớt cái trái piston. Thì còn cái mặt võng đó, nó nguyên cái trái piston từ trên xuống dưới này, còn mặt võng đều hết. Thì á, kiểm tra piston á, kiểm tra hai cái đường này thôi thì còn đẹp. Mà trái piston á thì mình thì quen mắt rồi, mình nhìn cái đuôi piston như vậy rồi biết cái bộ lòng còn xài được hay không đó. Nhìn cái đuôi piston như vậy nè, biết cái lòng còn xài được hay không rồi, thì các bạn chỉ cần thay bản, nó sẽ độ bền nó như zin. Mình khẳng định độ bền như zin nha các bạn, đừng có dạy mà sấy lòng. Thì đó là cách mình làm. Còn đây là mình đang nhận chiếc ly mà SCG, thì máy móc nó tệ lắm nha các bạn, dạng nước đồ hư hết, nói chung là làm cũng nặng lắm. Thì những cái xe này bây giờ giống như cái xe phổ thông thôi, người ta để sửa lại để chở hàng các bạn, với đi lại bình thường thôi, chứ thật ra nó giá trị xe bây giờ nó thấp lắm. Thì các bạn cân nhắc làm, thì nhiều khi làm nhiều quá nó mất tiền lắm. Rồi mình thì cũng có cô chú anh chị không biết xem những cái lòng ngồi xài được là như vậy. Thường cái lòng ngồi xài được tuyệt đối các bạn, thay bạc đừng sấy sẽ ngon hơn.